chuyện nàng tiên mưa. Hôm nay vịt con được mẹ cho ra sông tắm mát. Vịt con thích lắm. Những hạt nước bé xíu tinh nghịch rủ nhau trèo lên lưng, lên đầu vịt con rồi lại lăn xuống mặt nước. Bỗng nhiên, một hạt nước bé xíu chạy đến ghé vào tai vịt con thì thầm. Vịt con ơi, chúng tôi sắp xa bạn để lên đường làm nhiệm vụ của mình rồi. Vịt con ngơ ngác nhìn những hạt nướng thành miếng hơi bốc lên trời như những nàng tiên tuyệt diệu. Ông mặt trời càng lúc càng tươi, ánh nắng gay gắt hơn. À, thì ra ánh nắng của ông mặt trời đã chiếu xuống mặt nước, làm những hạt nước bốc thành hơi, nhưng hơi nước bốc lên trời để làm gì? Vịt con vừa bơi vừa nghĩ. Buổi chiều, những đám mây đen kéo về che lấp cả một khoảng trời rộng lớn. Từ trong đám mây, những giọng nói quen thuộc cất lên. Vịt con ơi, có thấy chúng mình không? Chúng mình là những giọt nước bé xíu từ sông, từ biển cả đấy. Các bạn đang ở đâu? Vịt con trả lời. Chúng tôi ở trên những đám mây đen nặng trĩu này. Vậy các bạn có xuống mặt đất và trở lại thành những hạt nước bé xíu được nữa không? Vịt con hỏi. Có chứ. Chúng tôi sắp gặp vịt con để đùa nghịch rồi đấy. Giữa lúc đó, trị gió ào tới làm những chiếc lá vàng rơi đầy một góc sân nhà vịt con, những tia chớp ngang bầu trời lóe lên. Thế là trận mưa rào chiều nay đã đổ xuống. Lộp bộp, âm thanh vang lên như bản nhạc giao mùa. Vịt con ngắm nhìn và cảm thấy thích thú. Cơn mưa rào ngớt dần, bầu trời sáng hẳn ra. Những đám mây đen biến đâu mất. Vịt con lạch bạch chạy ra luống rau mới được trồng hôm trước. Ôi chao, sao những ngọn rau mơn mởn lạ lùng, những chồi non vừa mới nhú. Trên ngọn rau xanh, những giọt nước bé xíu e ấp trong sáng như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời xanh. Vịt con chạy ào tới, giang đôi tay nâng niu những giọt nước. Vịt con thì thầm, sao các bạn lại trở thành mưa thế? Vịt con biết không? Hơi nước bốc lên trời tạo thành những đám mây đen. Khi gặp không khí lạnh, những đám mây tụ lại rơi xuống mặt đất thành mưa và chúng tôi lại trở thành những hạt nước bé xíu đấy. Ôi hay quá! Vịt con reo lên. Vậy thì từ nay, vịt con không gọi các bạn là những hạt mưa bé xíu nữa đâu, mà sẽ gọi các bạn bằng cái tên thật dễ mến, nàng tiên mưa. Các bạn có thích không? Các nàng tiên mưa khoái chí, cười rung cả luống rau rồi tí tách rơi xuống. Chúng hợp với nhau thành một dòng suối trong vắt, mát lạnh. Vịt con soi bóng mình dưới nước. Dòng suối chở vịt con ra cái ao trước nhà. Vịt con lại say sưa chơi cùng các nàng tiên mưa. Khi mặt trời lặn, bầu trời rực rỡ sắc màu, vịt con ngồi bên bờ ao và nhìn những tia nắng cuối cùng tỏa sáng. Vịt con cảm thấy lòng mình ấm áp vì biết rằng mỗi hạt mưa đều mang lại sự sống cho cây cối và làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Và từ đó, mỗi lần trời mưa, vịt con đều mỉm cười và nghĩ về các nàng tiên mưa, những người bạn bé xíu đầy phép màu. Ý nghĩa chuyện nàng tiên mưa. Câu chuyện nàng tiên mưa mang đến một ý nghĩa sâu sắc rằng mưa đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự sống trên trái đất. Mưa không chỉ giúp cây cối phát triển mà còn làm tươi mới môi trường xung quanh. Câu chuyện dùng hình ảnh những nàng tiên mưa để minh họa cho việc mưa là một phần quan trọng của chu trình tự nhiên, giúp bé nhận ra sự kết nối giữa các yếu tố tự nhiên và sự sống trên hành tinh. Từ đó, câu chuyện khuyến khích bé trân trọng và yêu quý thiên nhiên, nhận thức rằng mỗi hiện tượng tự nhiên đều có giá trị và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.